Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Sau khi truyền thông phương Tây lan truyền thông tin chính quyền New Delhi đã bán vũ khí cho Ukraine bất chấp việc Nga phản đối, mới đây Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ điều này. Trong thông báo của mình, Bộ Ngoại giao Ấn Độ MEA khẳng định bài báo của Reuters nói rằng New Delhi cung cấp đạn pháo cho Ukraine thông qua các bên thứ ba ở EU là thông tin suy đoán và gây hiểu lầm. Trước đó ngày 19 tháng 9, hãng thông tấn Reuters đưa tin các khách hàng Italy và Séc mua đạn dược Ấn Độ đang chuyển hướng vận chuyển hàng của họ sang Ukraine. Reuters cũng cho biết Moscow đã phản đối điều này với New Delhi ít nhất 2 lần. Theo các nguồn tin và dữ liệu hải quan, việc chuyển giao đạn dược để hỗ trợ ngành quốc phòng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga đã diễn ra hơn một năm nay. Các quy định xuất khẩu vũ khí của Ấn Độ hạn chế việc sử dụng vũ khí đối với khách hàng đã khai báo, những người có nguy cơ bị chấm dứt hoạt động mua bán trong tương lai nếu xảy ra việc chuyển nhượng trái phép. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Sri Ranhi Jaiswal, cho biết trong một tuyên bố rằng thông tin mà Reuters cung cấp không tồn tại và không chính xác. Ông Jaiswal tuyên bố, Ấn Độ có thành tích hoàn hảo về việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về xuất khẩu các mặt hàng quân sự và lưỡng dụng. Ấn Độ đang thực hiện xuất khẩu quốc phòng có tính đến các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và dựa trên khuôn khổ pháp lý và quy định mạnh mẽ của riêng mình, cũng như đánh giá toàn diện các tiêu chí liên quan, bao gồm cả nghĩa vụ và chứng nhận của người dùng cuối. Trước đó, viện dẫn hồ sơ hải quan, hãng tin Reuters cho biết, ba công ty Ấn Độ đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 135,25 triệu đô la Mỹ sang Italy, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha và Slovenia trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024. Đây là mức tăng đáng kể so với con số 2,8 triệu đô la Mỹ trong 2 năm trước. Hãng tin Anh dẫn lời một cựu quan chức nói rằng một công ty Italy được cho là mua vỏ đạn rỗng từ Ấn Độ và nhồi thuốc nổ vào trước khi chuyển chúng sang Ukraine. Tới nay, Ấn Độ vẫn giữ quan điểm trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Chính quyền New Delhi cũng nhiều lần kêu gọi hãy sử dụng phương thức đối thoại và ngoại giao để chấm dứt xung đột. Mặt khác, trong hơn 3 năm qua, Ấn Độ cũng tăng cường mua năng lượng của Nga với giá rẻ, giúp Moscow vượt qua hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây. Nga, quốc gia cung cấp hơn 60% lượng vũ khí nhập khẩu của New Delhi, là đối tác có giá trị đối với Ấn Độ. Vào tháng 7, Thủ tướng Modi đã chọn Moscow cho chuyến công du quốc tế song phương đầu tiên của mình kể từ khi đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Một quan chức Ấn Độ có hiểu biết trực tiếp về cuộc gặp gỡ tiết lộ, trong một cuộc họp khác trong tháng đó tại Kazakhstan giữa Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Lavrov đã gây sức ép với người đồng cấp của mình về việc Ukraine sử dụng đạn dược của Ấn Độ và phàn nàn rằng một số loại được sản xuất bởi các công ty nhà nước của New Delhi. Chuyên gia về an ninh Nam Á tại Cao đẳng Hoàng gia London, Walter Ludwig cho biết việc chuyển hướng một lượng đạn dược tương đối nhỏ sẽ có lợi về mặt địa chính trị cho New Delhi. Ông nhận định nó cho phép Ấn Độ chứng minh với các đối tác ở phương Tây rằng họ không đứng về phía Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Moscow có ít ảnh hưởng tới các quyết định của New Delhi. Hiện tại, Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn pháo để ngăn chặn các cuộc tấn công dồn dập của Nga theo hướng thị trấn Bobrov ở phía đông. Nhà Trắng đã từ chối bình luận và Bộ Ngoại giao đã chuyển các câu hỏi về hoạt động xuất khẩu vũ khí cho chính phủ Ấn Độ. Theo dữ liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm biên soạn, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023, Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 3 tỷ đô la Mỹ vũ khí. Tại một hội nghị diễn ra ngày 30 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng cho biết xuất khẩu quốc phòng nước này đã vượt quá 2,5 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khoá gần nhất và New Delhi muốn tăng con số này lên khoảng 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Trong một tuyên bố ngày 19 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tổ chức một cuộc tấn công nhắm vào trung tâm liên lạc của Tổng cục Tình báo Ukraine. Ngoài tấn công vào cơ sở liên lạc quân sự quan trọng của chính quyền Kiev, Bộ Quốc phòng tại Moscow còn một số mục tiêu ưu tiên khác. Chính quyền Moscow cho biết Bộ Quốc phòng nước này đã sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh trong cuộc đột kích và đã tấn công thành công vào trung tâm liên lạc vô tuyến đặc biệt của Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine cùng các cơ sở hạ tầng sân bay quan trọng. Các quan chức không cho biết trung tâm này nằm ở đâu cũng như không bình luận về mức độ thiệt hại. Truyền thông và các quan chức Ukraine cũng đưa tin về một số vụ nổ ở Kharkov và khu vực Sumy, với một số vụ nổ cũng được nghe thấy ở Kiev vào đêm 18 tháng 9.
theo các quan chức địa phương, cuộc tấn công vào Kharkov đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo. Hiện tại, Nga đang tăng cường thực hiện các cuộc tấn công có độ chính xác cao vào những cơ sở quân sự của Ukraine, bao gồm các căn cứ lính đánh thuê, cơ sở quốc phòng, công nghiệp và năng lượng, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công đó không bao giờ nhắm vào dân thường. Vào tháng 8 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố đã phá hủy một cơ sở chỉ huy và kiểm soát của một trong những lữ đoàn cơ giới của Ukraine bằng tên lửa Iskander-M. Theo hãng tin RT, tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Châu Phi AAD năm nay, Nga là quốc gia có số lượng thiết bị và vũ khí được trưng bày nhiều nhất. Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoprol Export của Nga đã trưng bày hơn 250 thiết bị quân sự, dân sự và lưỡng dụng tại sự kiện lần này. Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Châu Phi AAD khai mạc hôm 18 tháng 9 tại Nam Phi và sẽ diễn ra đến ngày 22 tháng 9. Theo ban tổ chức, hơn 300 công ty từ nhiều quốc gia, bao gồm các nước thành viên BRICS là Trung Quốc và Brazil đã tham gia sự kiện được tổ chức 2 năm một lần. Đáng nói, Mỹ ban đầu cũng có kế hoạch tham gia AAD nhưng sau đó đã rút lui. Trong thông cáo hôm 16 tháng 9, công ty xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga cho biết sẽ giới thiệu các hệ thống vũ khí tiên tiến tại triển lãm, bao gồm các xe chống mìn và phục kích MRAB, Typhoon K, ZASPN Titan, 3 STS Akhmat, Spartak và Tiger, cũng như xe cứu thương dã chiến Linza đã được nâng cấp. Các máy bay vận tải quân sự và chiến đấu cơ hiện đại của Nga, cùng máy bay huấn luyện chiến đấu JAG-130, UAV trinh sát tấn công Orion E, UAV trinh sát Auckland 10E, Auckland 30, UAV S-350 SCAD và UAV Cúp E cũng xuất hiện tại sự kiện. Rosoprol Export là công ty con thuộc Tập đoàn Quốc phòng Nhà nước Nga Rostec còn cho biết họ sẽ lần đầu tiên trưng bày các hệ thống bảo vệ xe bọc thép tiên tiến tại châu Phi. Giám đốc Rosoprol Export, ông Alexander Mikheyev, cho biết công ty đang không ngừng mở rộng dấu ấn ở châu Phi thông qua việc tham gia tích cực vào các cuộc triển lãm. Ông Mikheyev nói, công ty hiện đã hợp tác thành công với hơn 40 quốc gia châu Phi, hỗ trợ các đối tác trong khu vực tăng cường năng lực phòng thủ và chủ quyền quốc gia, ứng phó thích hợp với các mối đe dọa an ninh hiện nay liên quan đến tội phạm có tổ chức và khủng bố. Giám đốc Rosoprol Export chia sẻ thêm, các dự án chung và chuyển giao công nghệ của Nga sẽ thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng ở các nước châu Phi. Trong những năm gần đây, Nga đã tăng cường hợp tác an ninh với nhiều quốc gia châu Phi như Bali, Burkina Faso và Niger. Ba quốc gia này đã cắt đứt quan hệ với Pháp và Mỹ để tìm kiếm sự hỗ trợ quốc phòng từ phía Nga nhằm chống lại tình trạng bạo lực cực đoan kéo dài ở Sahel. Phát biểu bên lề triển lãm hàng không quốc tế Ai Cập đầu tháng 9 vừa qua, Giám đốc Rosoprol Export chia sẻ với hãng tin RIA Novosti rằng công ty đang thực hiện một số dự án hợp tác với châu Phi trị giá hơn 560 triệu đô la Mỹ. Các sáng kiến xoay quanh việc sản xuất theo giấy phép các loại vũ khí nhỏ, đạn dược, xe bọc thép và tàu chiến tấn công nhanh. Vào tháng 12 năm 2023, Rosoprol Export cho biết châu Phi đã mua hơn 30% hệ thống vũ khí mà Nga xuất khẩu trong năm. Ngày 19 tháng 9, tờ Time of Israel đưa tin cho biết, cơ quan an ninh Israel đã bắt giữ một công dân Israel vì tình nghi tham gia vào âm mưu ám sát Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nghi phạm được xác định là Moti Maman, một người đàn ông Do Thái 73 tuổi, quê ở thành phố phía nam Ashkelon. Tờ Jerusalem Post của Israel đã đăng tải thông tin chi tiết về âm mưu ám sát. Trong tuyên bố chung, cơ quan tình báo nội địa Israel Shin Bet và cảnh sát Israel nói, tình báo Iran đã chiêu mộ một công dân Israel để thực hiện các vụ ám sát quan chức Israel. Người này từng nhập cảnh trái phép vào Iran 2 lần và nhận được tiền để làm nhiệm vụ. Cảnh sát Israel cho biết nghi phạm đã bị bắt từ tháng trước, nhưng bây giờ mới bị truy tố. Cơ quan tình báo nội địa Israel cho biết ngoài Thủ tướng Benjamin Netanyahu, các quan chức Israel nằm trong danh sách bị ám sát còn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant. Theo kết quả điều tra, nghi phạm là doanh nhân từng sống thời gian dài ở Thổ Nhĩ Kỳ, quen biết và làm ăn với nhiều công dân Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Nghi phạm từng yêu cầu các điệp viên Iran ứng trước 1 triệu đô la Mỹ nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, phía Iran dường như đã cam kết giữ liên lạc và đưa cho nghi phạm 5.000 euro, hơn 5.500 đô la Mỹ. Hiện tại, Iran chưa phản hồi với những cáo buộc của Israel. Quan hệ Israel-Iran bắt đầu trở nên căng thẳng sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 và ngày càng xấu đi từ đó đến nay. Israel gần đây bùng phát xung đột với Hamas và Hezbollah,
Hai nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn làm dấy lên lo ngại hai quốc gia có thể đối đầu trực diện. Theo báo Svenska Dagbladet của Thụy Điển, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang xây dựng một căn cứ quân sự mới ở Lapland, phía bắc Phần Lan, gần biên giới với Nga. Svenska Dagbladet cho biết, căn cứ này sẽ trở thành tiền đồn quan trọng của NATO tại Bắc Âu, giúp tăng cường sự hiện diện và khả năng hoạt động của NATO gần biên giới Nga. Dự kiến căn cứ mới sẽ là nơi triển khai bộ binh tiền phương và đặt trụ sở chỉ huy các hoạt động trên bộ của NATO trong khu vực. Thụy Điển sẽ đóng vai trò chính trong việc điều phối hoạt động của căn cứ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Paul Johnson cho biết, nước này dự định cử 20-50 sĩ quan tới đây để tham gia quản lý và điều phối. Trong một diễn biến khác, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Ermak đã bác bỏ đề xuất của Ba Lan về việc để bán đảo Crimea cho Liên Hợp Quốc ủy trị. Thông báo này đã được ông Andriy Ermak khẳng định trên Telegram. Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đề xuất chuyển giao quyền kiểm soát bán đảo Crimea cho Liên Hợp Quốc để sau đó cơ quan này tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý quốc tế nhằm xác định chủ quyền của bán đảo. Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố các vùng lãnh thổ của Nga không phải là đối tượng đàm phán trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara không công nhận Crimea là của Nga.